Thì đầu tiên mình muốn xác định được đúng là Meru Yame chính hãng, thì mình nhìn ba cái điểm số series của nó. Đây là số của chú anh chị, đây số series này E485301, đây là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là nó nằm ở vị trí này, chú anh chị cái này còn thấy mở ra để tí nữa đó, nó nằm vị trí giữa màn hình của chú anh chị ha, E485301 đó. Và cái thùng còn thấy mở ra đây, E485301, ba cái điểm trên là nói lên là máy này là của cái thùng này, chắc chắn là chính hãng nha cô chú anh chị. Này còn thấy mở ra đợi tí nữa, thấy quay cô chú anh chị xem đây, Meruya 420 đó. Thì mâm điện nó là mâm điện Akende này của chú anh chị ạ, mâm điện IC lửa Akende là mâm điện IC lửa cao cấp nhất cái cỏ thời lúc bấy giờ nha cô chú anh chị. Sorry. Và nó có cái ký hiệu chữ M này của Meruyama này của chú anh chị ạ, trên mâm điện luôn ha, không lạc đâu được của chú anh chị ạ. Xin chào của chú anh chị đến với Quang Thái Nông Cơ. Thì sau một thời gian đứt hàng thì bữa hôm nay cái cỏ Meruyama 420 đã có hàng lại nghe của chú anh chị. Và cái đợt này thì Meruyama 420 này của chú anh chị nó đặt nhà máy tại Thái Lan nghe của chú anh chị. Trước đó thì Meru 500 đặt tại Thái Lan, sản xuất ra tại Thái Lan của chú anh chị. Sau một thời gian thì Meru 420 cũng sản xuất tại Thái Lan luôn của chú anh chị. Thì cái hàng này là linh kiện sản xuất tại Nhật nha của chú anh chị. Đó, và đặt nhà máy tại Thái Lan, nhà máy lớn hơn đỡ mà hoàn thiện con máy xuất ra thành một con máy để xuất ra ở đâu thì bên nhà sản xuất thì sẽ ghi là made in của nước đó nha của chú anh chị. Thì chất lượng cũng vậy cô chú anh chị ạ, bởi vì tiêu chuẩn của Nhật đó, đặt nhà máy hay ở Nhật hay ở Thái Lan thì nó cũng vậy thôi cô chú anh chị ạ. Thì nhà máy dời qua Thái Lan thì nó lớn hơn chú anh chị hả. Thì mình nhìn sơ qua đỡ biết Meruyama chính hãng, thì con này là con 420 nè. Mình nhìn bên ngoài thì 420 với 500 nó cũng không khác gì mấy đâu cô chú anh chị ạ, nó cũng nặng 4,1 kg, cái đầu không nặng 4,1 kg nha cô chú anh chị, bởi vì lớn hơn bê tông thôi. 420 thì bê tông 40 mm, còn còn 500 thì bê tông nó là 44 mm, còn trọng lượng nặng ngang nhau 4,1 kg hết cô chú anh chị, cần nữa thì 4 kg nữa là bằng 8,1 kg cô chú anh chị ha. Thì đầu tiên mình muốn xác định được đúng là Meruyama chính hãng, thì mình nhìn ba cái điểm số series của nó. Đây là số của chú anh chị, đây là số series này E485301, đây là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là nó nằm ở vị trí này, chú anh chị cái này còn thấy mở ra để tí nữa đó, nó nằm vị trí giữa màn hình của chú anh chị ha, E485301 đó. Và cái thùng còn thấy mở ra đây, E485301, ba cái điểm trên là nói lên là máy này là của cái thùng này, chắc chắn là chính hãng nha cô chú anh chị. Này còn thấy mở ra đợi tí nữa, thấy quay cô chú anh chị xem đây, Meruyama 420. Thì mâm điện nó là mâm điện Akende này của chú anh chị ạ, mâm điện IC lửa Akende là mâm điện IC lửa cao cấp nhất cái cỏ thời lúc bấy giờ nha cô chú anh chị. Sorry. Và nó có cái ký hiệu chữ M này của Meruyama này của chú anh chị ạ, trên mâm điện luôn ha, không lạc đâu được của chú anh chị ạ. Cái này thì Buri thì Buri 6i, chú anh chị xem Buri này thì hàng này là linh kiện sản xuất tại Nhật hết của chú anh chị. BMR 6i này, đầu đúc này của chú anh chị thấy không, đây này bộ chế thì quanh bà rồ đó. Thì lướt qua mấy cái căn bản vậy của chú anh chị ha, để nhận ra nó là như vậy ha, nó chơi hàng chính hãng của chú anh chị ha. Và một cái điểm nữa này, quan thái lấy cái lục giác về quan thái mở ra này, đây là lục giác 4 ốc này quan thái mới mở ra này, mở ra đỡ mất thời gian của chú anh chị. Nó nằm ở chụp lên cái này ha, nó chụp giống như này, cái này quan thái mở rồi thì bên trong nó vẫn còn inox như là cũ này, bởi vì cái linh kiện sản xuất tại Nhật nha của chú anh chị. Của chú anh chị thấy Merzin Japan này, cái áo gió nó của chú anh chị ạ, vẫn còn giống như clip cũ nha cô chú anh chị. Linh kiện sản xuất tại Nhật, đặt nhà máy xuất ra tại Thái Lan chú anh chị ha.
có cái ống ống thông gió này. Nếu cô chú anh chị nhìn vô cái chỗ này thì đấy, vị trí này nghe cô chú anh chị. Benzin Japan của chú anh chị ha. Đấy, Benzin Japan ha. Đó, thì cái này cũng vậy thôi. Đây 500 này cũng vậy, nó cũng mấy cái điểm như vậy để mình nhận diện ha. Đây. Cái này cái 500 này của chú anh chị. Phước cái ống hơi. Ống thông hơi của mình xem nghe cô chú anh chị. Đây là 500. Đó, cái này là 500 này. Cái này là 420 này. Đó, giống y chang luôn ha. Khác bê tông thôi cô chú anh chị. Đó, thì cô chú anh chị mua cái dòng nào thì Quang Thái gửi dòng đó thôi. Ủa, mua 420 thì gửi 420. Giá là 6.3 triệu bao vận chuyển nghe cô chú anh chị, tặng cho cô chú anh chị một lít nhất Echo, một bát cước. Đó, còn cái cần nó thì nó như thế này. Cần đây, cô chú anh chị cần 28. Cô chú anh chị ha. Cần xây nghe cô chú anh chị. Cần sống nó xây được này. Nên mình xây được ha. Giờ cô thấy quay một tay thì nó hơi khó. Này xây được cô chú anh chị ạ. Đây xây cô chú anh chị ha, xây này. Xây được. Đó, nó xây được lợi của chú anh chị ha. Để quay một tay thì nó hơi khó xíu. Đó. Thì phụ kiện của nhà máy kèm theo thì có phiếu bảo hành hướng dẫn sử dụng này của chú anh chị, một cái dao xịn. Cái dao này là dày 2 ly. Ồ, cái đợt này dày, dao dày hơn rồi của chú anh chị, 3 ly 2 luôn. Đợt trước là 2 ly 6, đợt này 3 ly 2 rồi, dày 3 ly 2. Thép là SKS từ 5 Medin Japan. Cái dao sản xuất tại Nhật luôn. Thép SKS là nó chất lượng nó, độ cứng của nó gấp 3 lần thép xây dựng nha của chú anh chị. Đó, cái chất liệu của nó là vậy của chú anh chị. Con này cũng là 3 ly 2, đợt này lên dây hồi trước 2 ly 6 của chú anh chị. Đấy, clip trước là Quang Thái quay là 2 ly 6, giờ này con này nó dây 3 ly 2 rồi. Đó, hai quá đẻ luôn. Thép SKS từ 5 này, Medin Japan này. Đó, thì kết cục là nó như thế này của chú anh chị. Cái hàng Maruyama là chính thức là của Nhật. Đó, chính hãng của Nhật. Đó, sản xuất linh kiện tại Nhật. Đó, linh kiện rời của chú anh chị, và nhập công qua bên Thái Lan, nhà máy bên Thái Lan để mà mở thêm cái nhà máy của chú anh chị, và xuất ra ráp lại, xuất ra nguyên cái hoàn thiện máy của chú anh chị. Đó, tại Thái Lan nha cô chú anh chị. Chất lượng là của Maruyama hết ha. Ở chú anh chị hả? Maruyama 420 thì giá nó là 6.3 triệu bao vận chuyển, tặng 1 lít nhớt, một bát cước này của chú anh chị. Nghe cô chú anh chị. Maruyama 500 thì giá 7.1 triệu, tặng cũng y chang vậy luôn. Tặng 1 lít nhớt, một bát cước của chú anh chị ha. Và một cái dao nhà máy này tặng theo này. Phụ kiện kèm theo thì nó có tay lái trái, tay lái phải này. Phụ kiện để mình dạng này có 4 ốc để mình dạng mình kết nối cái tâm hoặc là cái bắp chuối của máy với máy cô chú anh chị ha. Và một cái máng chắn cỏ này, một dây đeo của Meru của chú anh chị ha. Đó là những gì kèm theo, giống như Quang Thái đã báo giá ha. Đó, thì hàng này thì cô chú anh chị dùng nhiều cũng biết rồi, nó rất là dày dặn. Đó, từ cái cần cái cùm tới máy rất là bền. Meru thì nổi tiếng rồi của chú anh chị, dù là đặt nhà máy ở đâu ha, cùm này dày này của chú anh chị ạ, cùm khá là dày ha. Chuông nó là cái chuông đen nha cô chú anh chị, đen mà đen dày, đen mà luyện thép nó tôi lại cô chú anh chị. Ví dụ như mấy cái chuông mà nó cái màu nhôm hoặc là màu bạc đó, thì chuông đó là chất lượng hàng thương mại, hàng Trung Quốc đó, thì nó giỏm có cái vài chục ngàn một cái thôi. Mà chuông này 450, cái chuông Maru này nghe cô chú anh chị, chuông Maru, chuông Hu 450 một cái nghe cô chú anh chị. Chuông dày cô chú anh chị ạ, còn xây. Đó, thì Quang Thái báo giá lại một lần nữa cho cô chú anh chị nắm giá ha. Maruyama 420 thì giá là 6.3 triệu bao vận chuyển của chú anh chị. Maruyama 500 thì giá là 7.1 triệu bao vận chuyển. Đó, thì quà tặng kèm theo thì nó có là 1 lít nhớt Echo và một bát cước. Đó, còn cái phần ở khu vực này là của nhà máy. À, một cái dao này, còn mấy cái này là đỡ mà mình ráp lên một con máy. Thông thường thì máy nào không có, tay lái trái, tay lái phải, phụ kiện ốc vít, máng chắn cỏ và một cái dây đeo hai quai của Maruyama. Hàng này thì hàng chất lượng rồi của chú anh chị ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip.
Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip gần nhất. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ.